Bạn biết không, dù bạn có đi bao xa, dù bạn có nhìn thấy bao điều mới lạ, nhưng khi đã là một học sinh của trường Trần Đại Nghĩa, thì trường chuyên sẽ vẫn mãi mang bước chân của chúng ta quay trở lại nơi đây bằng những kỷ niệm. Chắc các bạn cũng đang thấy tụi mình chơi ảnh thù xì chứ gì, trông có vẻ ngoan hiền thế chứ thực ra là đang quyết định coi đứa nào phải làm mọi câu cho bác bảo vệ đó. Nhìn thấy cái thằng số nhỏ đó không, nó thua đó. Còn cái đám may mắn ăn hên còn lại như mình nè, thì giờ chỉ việc ba chân bốn cẳng lên mà chạy núp núp ló ló cho thiệt là thần bí vô. Rồi này thì Vincom bô ba anh trốn học về đến tụi em đây. Yeah, tự nhiên nhớ là hồi đó thấy học sinh trường mình nhoi không chịu được. Mà đã là học sinh trường mình thì chắc ai cũng quen với những nhịp đập, những cú ghi bàn không ngừng nghỉ trên sân của các bạn nam lẫn các bạn nữ. Kể cả những cựu học sinh như mình cũng cứ hẹn nhau đến sân tập tành này nọ. Nó nhỏ tí là để tiết kiệm tiền thuê sân đi. Nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Hành lang khu D, hồi đó ngày nào mình cũng cứ dạo bước. Nói chung là mỗi lần dạo là mỗi lần thắng vào phòng giám thị. Học sinh bọn mình mà, đứa nào chả quậy, biết bao nhiêu là tội. Cứ chịu khó chơi lố một tí, đi trễ tí hay ăn vụng tí là gặp thầy giám thị ngay và luôn. Mà nhìn thầy cô la nhiều như vậy thôi, chứ thật ra cũng dễ thương lắm. Tụi mình cũng thấy thương thầy cô lắm. Trường mình đẹp và lãng mạn ghê. Từ lớp học tới sân sau, từ hành lang tới ban công. Ở chỗ này thì mình với con nhỏ bạn thân ngày nào cũng ra đây đi tìm cảnh đẹp. Gặp nhau từ những năm cấp 3, còn bạn mình thì đại diện tất cả những cái tuyệt vời ở một đứa con gái. Này thì xinh nè, điệu nè, rất năng nổ tham gia các phong trào và thành tích học tập vẫn siêu ổn. Ngày xưa em đến như một cơn gió, rồi trao tình yêu với ngàn lời hứa. Nhưng bị cái là quá nhiều. Các bạn nam chắc đều đồng cảm với điều này. Trong anh giờ phút ấy in hình bóng em. Ngoài những cái lúc nghịch lên nghịch xuống, cũng có những lúc bọn mình lại bình yên, ngồi cùng nhau và làm mấy cái trò lãng mạn ấy. À không, lộn, những cái trò xến xúa đó. Thiệt là, nói chung là thiệt là sến súa đó. Dừng chân nơi đâu từ khi ánh mắt nhìn nhau chẳng nói được gì. Mình từng cùng nhau đi tìm niềm tin yêu, dù cho nước mắt thấm vào từng chặng đường dài nơi em khóc. Lặng thầm vương lên mái tóc, phố vắng anh đưa em đi quên bao chuyện buồn. Đằng sau dấu vết này em có thấy, càng quên nỗi nhớ càng đầy lòng. Còn thư viện trường mình nữa chứ. Bên cái bàn cạnh cửa sổ ấy, ngày xưa mình với con bạn đã ngồi mãi hết đó. Vừa hưởng cái mát mẻ, cái sáng sủa của thư viện nè, mà còn có một cái địa điểm lý tưởng để hẹn hò. À quên, để học tập chứ. Thời gian dần trôi cùng với tuổi thơ, ngày xưa hôn nhân cùng bao ước mơ. Và khi tôi cách xa tháng năm học trò, còn nhớ ngày chia tay ấy buồn. Ngoài sân vườn rơi hồng trắng kỷ niệm, chợt nhớ về những ngày xưa đã xa. Và hôm nay chúng ta đã quay trở về, bạn ơi. Nhắc tới trường mình thì không thể thiếu đồ ăn rồi. Từ cái món mặn nè, món ngọt nè, từ đồ ăn tới nước uống, không bao giờ thiếu cả.
Và có một cái châm ngôn mình muốn chia sẻ với các bạn là: đó là đồ ăn của mình thì phải luôn, gặm không được thì cắn, chứ không để tụi bạn giành ăn hết của mình. Đó đó đó, nhìn thấy chưa? Con bạn mình mới vì một cái đồ ăn mà đã hung dữ lên liền á. Đi nãy giờ cũng mệt rồi, ngồi xuống nhắm mắt và tận hưởng không khí của Trần Đại Nghĩa ngày nào cái. Ê nè. Ủa, tiếng Anh nghe quen quen như tiếng của bạn thân ta. Trời, nói hồi nãy nhá, bây giờ mà đã thấy mặt nó rồi. Công nhận là Trần chui mình nhanh thật đó.